Căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines đã leo thang đáng kể trong những tháng gần đây xung quanh bãi cỏ mây, một dạng san hô chìm nằm ở phía đông quần đảo Trường Sa. Lực lượng hải cảnh Trung Quốc đã nhiều lần cố gắng ngăn chặn việc cung cấp thực phẩm, nước uống và vật tư xây dựng cho lực lượng thủy quân lục chiến Philippines. Đóng trên tàu Sierra Madre, một tàu thời thế chiến 2 đã neo đậu ở bãi cạn này kể từ năm 1999. Trong ít nhất hai sự cố kể từ tháng 3, các biện pháp cưỡng bức của phía Trung Quốc đã khiến thủy thủ Philippines bị thương. Nguy cơ leo thang là rất nghiêm trọng. Mỹ cho biết nghĩa vụ phòng thủ của họ theo hiệp ước phòng thủ chung mở rộng đến các cuộc tấn công vũ trang và các lực lượng vũ trang, tàu công hoặc máy bay của Philippines, bao gồm cả lực lượng hải cảnh của nước này ở bất cứ đâu trên Biển Đông. Tuy nhiên, dù đang leo thang với Philippines ở mức độ chưa từng có xung quanh bãi cỏ Mây, Trung Quốc lại thể hiện sự kiềm chế đáng chú ý khi Việt Nam mở rộng các tiền đồn ở Biển Đông với quy mô lớn hơn và mang tính quân sự hơn chưa có ghi nhận nào về việc trung quốc sử dụng lực lượng bán quân sự hoặc quân sự để cản trở hoạt động cải tạo đất của việt nam ở quần đảo trường sa như jack cooper và greg poling gần đây đã lưu ý thái độ hung hăng của trung quốc đối với philippines và kiềm chế đối với việt nam đặc biệt khó hiểu vì philippines là đồng minh hiệp ước của mỹ trong khi việt nam thì không liên minh với các cường quốc vốn là để ngăn chặn chứ không phải mời gọi xâm lược đây là vấn đề cần được xem xét kỹ lưỡng mà không chỉ để làm sáng tỏ bản chất chiến lược của Trung Quốc tại một trong những điểm nóng hàng đầu thế giới. Việc giải mã logic đằng sau hành vi của Trung Quốc cũng có ý nghĩa trực tiếp đối với việc làm thế nào Mỹ và các đồng minh có thể bảo vệ tốt nhất lợi ích của họ ở Biển Đông và xa hơn nữa. Có một số cách giải thích tiềm năng cho các hành vi của Trung Quốc. Dưới đây, tôi mô tả 5 khả năng, mỗi khả năng đều bắt nguồn từ một cách giải thích tổng quát hơn về hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông. Dù một vài giả định trong số này đã thể hiện các yếu tố quan trọng trong chiến lược của Trung Quốc, nhưng không giả định nào có thể giải thích thỏa đáng sự khác biệt trong cách hành xử của Bắc Kinh như đã nêu ở trên. Vì vậy, tôi sẽ đưa ra thêm một cách giải thích khác, bắt nguồn từ cách các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhận thức các tranh chấp ở Biển Đông và những tình thế lưỡng nan mà chúng đặt ra. Cách hành xử của Bắc Kinh đối với Philippines và Việt Nam khác nhau vì Manila và Hà Nội có năng lực khác nhau trong việc áp đặt tổn thất chiến lược lên Bắc Kinh. So với Philippines, Việt Nam có năng lực lớn hơn trong việc áp đặt những tổn thất như vậy lên Trung Quốc. Nghịch lý thay, liên minh của Manila với Washington lại hạn chế khả năng áp đặt những tổn thất đó, trong khi vị thế không liên kết của Việt Nam lại làm gia tăng khả năng áp đặt tổn thất của nước này. Cách giải thích đầu tiên tập trung vào lợi ích của Trung Quốc trong việc ngăn chặn các đối thủ của mình thực hiện hành động tập thể chống lại nước này. Cái gọi là chiến lược chia để trị này giả định rằng Bắc Kinh đang sử dụng sự kết hợp giữa củ cà rốt và cây gậy để gây chia rẽ giữa các đối thủ nhằm tiêu diệt mọi triển vọng hành động tập thể giữa họ. Theo quan điểm này, sự kiềm chế của Trung Quốc đối với Việt Nam có thể là kết quả từ sự bế tắc đang diễn ra với Manila tại bãi cỏ mây và nhằm tránh tạo ra một cuộc khủng hoảng khác với một đối thủ khác cùng lúc. Dù Bắc Kinh chắc chắn có lợi ích trong việc ngăn chặn hoặc trì hoãn sự xuất hiện của một hành động phản kháng tập thể từ các đối thủ của họ, nhưng đây là một lời giải thích không thỏa đáng. Trung Quốc đã hành động mang tính cưỡng bức xung quanh Syria, Madre từ hơn 10 năm trước và đến nay đã thường xuyên leo thang đồng thời với Việt Nam và các đối thủ khác ở Biển Đông. Quan trọng hơn, ngay cả khi lo ngại về việc Manila và Hà Nội hình thành một mặt trận thống nhất đã góp phần khiến Bắc Kinh tỏ ra kiềm chế đối với Hà Nội, thì lời giải thích này vẫn không thể cho chúng ta biết lý do tại sao Bắc Kinh quyết định tiếp tục phản đối việc Philippines củng cố tiền đồn thay vì thách thức việc Việt Nam cải tạo đất và kiềm chế hơn với Manila vốn là một sự kết hợp chính sách cũng có tác dụng tương tự. Cách giải thích thứ hai tập trung vào lợi ích của Trung Quốc trong việc duy trì vùng xám và tránh chiến tranh ở Biển Đông. Tất nhiên, Bắc Kinh đã cố gắng hết sức để thúc đẩy các yêu sách ở Biển Đông nhưng tránh để xảy ra xung đột vũ trang. Theo quan điểm này, sự khác biệt trong phản ứng của Bắc Kinh đối với các hành động củng cố, tiền đồn của Philippines và Việt Nam có thể được giải thích dựa trên xu hướng leo thang tương ứng của họ. Trong khi Việt Nam có lịch sử chống lại thái độ hung hăng của Trung Quốc thì Manila lại không như vậy. Các nhà phân tích Trung Quốc cho rằng sự kiềm chế của Manila phần lớn là do Washington không sẵn lòng cho phép đồng minh của mình mạo hiểm với những rủi ro có khả năng dẫn đến các cam kết phòng thủ chung. Các nhà phân tích Trung Quốc lập luận rằng Mỹ đang tìm cách can thiệp nhưng tránh để bị mắc kẹt vào các tranh chấp ở Biển Đông. Dù lời giải thích này cũng thể hiện được một yếu tố quan trọng trong chiến lược của Trung Quốc nhưng nó lại làm lu mờ những động cơ sâu xa hơn của chiến lược đó. Cụ thể nó đặt ra những câu hỏi sau đây. Tại sao Bắc Kinh lại muốn ở trong vùng xám và tại sao họ lại quan ngại đến khả năng leo thang của Việt Nam? Trung Quốc đã từng sử dụng lực lượng quân sự ở Biển Đông trước đây, cả trong thời kỳ hậu Mao và đối thủ của họ chính là Hà Nội. Nếu xung đột xảy ra hôm nay, Trung Quốc sẽ nhanh chóng dập tắt sự kháng cự của Việt Nam như họ đã làm vào năm 1974 ở quần đảo Hoàng Sa và năm 1988 ở phía tây quần đảo Trường Sa. Như sẽ lập luận dưới đây, không phải nguy cơ leo thang, thậm chí là khả năng xảy ra chiến tranh với Hà Nội đã tạo ra sự kiềm chế ở Bắc Kinh, nhưng là những hậu quả tiềm tàng ở cấp độ thứ hai của một cuộc xung đột như vậy. Cách giải thích thứ ba, tập trung vào quan hệ chính trị chặt chẽ giữa Trung Quốc và Việt Nam. Dù không tin tưởng lẫn nhau, cả hai bên đều được điều hành bởi các đảng cộng sản có nhiều điểm chung. Họ đoàn kết trong quyết tâm chung bảo vệ sự độc quyền về quyền lực chính trị của Đảng và cả hai đều bị đe dọa nghiêm trọng bởi việc thúc đẩy dân chủ và nhân quyền của Washington. Họ cũng quyết tâm không để quan hệ song phương xấu đi như đã từng xảy ra vào cuối thập niên 1970 và họ đã xây dựng một mạng lưới quan hệ giữa hai chính phủ và hai đảng chưa từng có để giúp củng cố quan hệ đó. Theo quan điểm này, sự kiềm chế của Trung Quốc đối với việc cải tạo đất của Việt Nam có thể phản ánh lợi ích của nước này trong việc duy trì quan hệ lành mạnh với Hà Nội. Bắc Kinh có lẽ sẽ giải quyết nhẹ nhàng các tranh chấp hiện nay, vì tân chủ tịch nước của Việt Nam dường như đặc biệt tôn trọng Bắc Kinh. Trong khi quan hệ của Trung Quốc với Hà Nội là độc nhất trong số các đối thủ ở Biển Đông, các liên hệ chính trị chặt chẽ giữa hai nước có thể và thường đi theo hướng khác. Tự tin rằng quan hệ chính trị với Hà Nội sẽ giúp nước này quản lý leo thang và tránh phải trả giá đắt. Trung Quốc đã thường xuyên leo thang căng thẳng với Việt Nam ở Biển Đông trong suốt 20 năm qua. Nhưng lời giải thích này đã không thể làm sáng tỏ lý do tại sao Bắc Kinh lại kiềm chế khi đối mặt với việc Việt Nam mở rộng và củng cố quy mô lớn các tiền đồn ở Biển Đông. Cách giải thích thứ tư xoay quanh nhận thức của Trung Quốc về mối đe dọa liên quan đến Liên minh Mỹ-Philippines. Kể từ cuối những năm 1990, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã cho rằng Mỹ đang sử dụng các đồng minh của mình làm trụ cột cho một liên minh chống Trung Quốc nhằm ngăn cản sự trỗi dậy của Bắc Kinh. Rõ ràng quan điểm này đã được ủng hộ hơn trong những năm gần đây các nhà phân tích và các kênh truyền thông do nhà nước Trung Quốc kiểm soát thường cho rằng Washington đang lợi dụng các tranh chấp ngoài khơi của Philippines và Nhật Bản với Trung Quốc để thúc đẩy các ý định chiến lược thù địch đối với Bắc Kinh. Theo quan điểm này, liên minh của Manila với Washington có thể khiến hành vi của nước này ở Biển Đông trở thành mối đe dọa đối với Bắc Kinh nhiều hơn so với một Việt Nam không liên kết. Chắc chắn là các nhà lãnh đạo Trung Quốc tin rằng liên minh Mỹ Philippines mang tính đe dọa tuy nhiên điều đó vẫn không thể giải thích cách tiếp cận khác nhau của trung quốc đối với những nỗ lực của philippines và việt nam nhằm củng cố sự chiếm đóng của họ ở biển đông về cơ bản thật khó tin khi cho rằng sự hiện diện của philippines trên một con tàu đang mục nát là đặc biệt đe dọa tuy nhiên ngay cả khi chúng ta chấp nhận tiên đề rằng hành vi của trung quốc là do lo ngại liên minh mỹ philippines thì bắc kinh sẽ không tập trung nỗ lực cưỡng chế vào những tiền đồn dễ bị tổn thương nhất của manila thay vào đó họ sẽ tập trung vào một trong tám tiền đồn lớn hơn của Manila. Một trong số đó đã được mở rộng trong những năm gần đây và tất cả đều có giá trị quân sự cao hơn. Ngoài ra, bất kể Washington được hưởng lợi ra sao từ các tranh chấp của ở Biển Đông, thì xét về mặt quân bằng, dường như sự hiện diện của Philippines trên bãi cỏ mây là một gánh nặng, chứ không phải là một lợi thế đối với người Mỹ. Như các nhà phân tích Trung Quốc đã chỉ ra một cách chính xác, Mỹ không muốn bị lôi kéo vào một cuộc xung đột vũ trang ở Biển Đông và nhất là không phải một xung đột về một dạng sang hô chìm, thậm chí còn không có tư cách pháp lý của một bãi đá. Cách giải thích thứ năm cũng xoay quanh liên minh Mỹ-Philippines, nhưng vì những lý do khác. Bởi vì Bắc Kinh xem liên minh này là mối đe dọa, một số nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh đang nhắm vào Manila ở Biển Đông để gây chia rẽ quan hệ Mỹ-Philippines. Cách giải thích này cho rằng áp lực của Trung Quốc xung quanh bãi cỏ mây sẽ phơi bày và làm trầm trọng thêm sự chia rẽ giữa Washington và Manila. Theo đó sẽ làm suy yếu liên minh. Chuyên gia về Trung Quốc Robert Rose gần đây đã đưa ra một lập luận như vậy, cho rằng Bắc Kinh nhắm vào Manila không chỉ vì nước này là đối thủ đáng sợ hơn mà vì nước này là mục tiêu hấp dẫn hơn. Mặt khác, việc Việt Nam thiếu liên minh với Mỹ có nghĩa là việc nhắm vào nước này mang lại ít lợi ích chiến lược hơn. Lập luận này có vẻ hấp dẫn về mặt trực giác nhưng dường như không có bất kỳ bằng chứng nào ủng hộ. Tất nhiên, Bắc Kinh sẽ rất vui nếu có thể làm suy yếu liên minh Mỹ Philippines, nhưng cách hành xử của họ ở Biển Đông không nhằm mục đích đó. Suốt 30 năm qua, hết lần này đến lần khác, thái độ hung hăng của Bắc Kinh đối với Philippines đã củng cố chứ không làm suy yếu liên minh. Ngay cả khi họ có cơ hội làm suy yếu liên minh, như họ đã làm dưới thời chính quyền Rodrigo Duterte, thì các hành động cưỡng bức của Trung Quốc ở Biển Đông đảm bảo rằng họ sẽ không thể làm điều đó. Nếu họ quan tâm đến việc sử dụng các tranh chấp để làm suy yếu liên minh, thì họ đã thay đổi cách hành xử của mình. Như sẽ lưu ý dưới đây, sự tồn tại của liên minh Mỹ Philippines và việc Mỹ không có liên minh với Việt Nam là những yếu tố chính hình thành cách tiếp cận của Trung Quốc với mỗi bên. Tuy nhiên, điều này không liên quan gì đến việc Bắc Kinh xem hành vi của Philippines là đặc biệt đe dọa, hoặc với việc nước này đang theo đuổi một chiến dịch gây chia rẽ. Đúng hơn, sự tồn tại của một liên minh Mỹ Philippines đã hạn chế khả năng của Manila trong việc áp đặt những cái giá chiến lược lên Bắc Kinh đây là hạn chế mà việt nam không mắc phải